Hey, Phong Nguyễn xin kính chào quý bà cô bác anh chị thân mến nha. Hiện tại gia đình Thánh Phong đang chuẩn bị buổi sáng tiếp tục công việc đồng áng ông bà cô bác. Thì đây là tất cả những thành viên nhỏ bé gia đình của Phong đây. Chào ông bà cô bác. Dạ, chào ông bà cô bác. Rồi, có chúc ông bà sao không? Con chúc ông bà không khỏe, đâu bà không chú sao. Chúc ông bà khỏe, có nhiều sức khỏe, mang cho sống. Hey, còn bên đây, là mẹ vợ Phong đây. Vợ Phong còn mẹ Phong góc bên đây. Bữa nay là gia đình Phong á, là có ông chú. Ông chú là không biết ở đâu á, thì ông có mua cái miếng đất gần nhà ông bà cô bác. Thì ông không có trồng đồ. Thì ông hỏi ba gia đình ba mẹ Phong là có trồng không á, là ông cho trồng không. Ông có lấy tiền gì ông bà cô bác. Bữa nay là gia đình Phong là sắp xếp để trồng môn. Tới trồng môn là cuối năm sẽ thu hoạch. Đây, trước nhất thì Phong Nguyễn và Khánh Nguyễn và gia đình gửi một lời chúc sức khỏe đến tất cả quý ông bà cô bác Mạnh Thường Quân, quý khán giả đang xem nha. Rồi, đây là hành trình gia đình. Bé sau nói gì ông bà không con? Cho ông bà ông hả, làm ăn rồi sao? Sao nữa? Này, đây là đống hoa sơ dừa. Ai cầm giùm em đi. Đây đây, anh ấy cho. Cho cầm đi. Rồi anh đẩy luôn đi. Ừ. Đi. Dưới này nắng quá. À, có lỗ gì nè. Lỗ gì nè. Anh không lấy nón lại vô anh. Có lỗ gì nè. Rồi ra mấy con. Anh hai có lỗ. Bé tí vô lấy cái nón. Dạ Su. Bé tí vô lấy nón cho ba đi tí. Su. Con đi ra chẳng được mà. Đi ra ngoài đi con. Mà nãy đây lên thì nó không thấy. Dạ. Cậu cũng hết thì lát mình đem vô chậu. Ôm lấy xe đồ cả. Vô. Hết xong hết, anh xét lỗ hết là chồng hết rồi. Này. Đây là cái đám ruộng của một cái người chú nào á, ta mua ta làm hàng rào hết nè ông bà cô bác, làm hàng rào bốn phía hết rồi. Đó. Môn này mua đâu mà? Chợ đặt đó. Môn này là môn giống. Này bán nhiêu ký mà? Mà mua như 17.000. À. Môn là 17.000 một ký. Sáng giờ gia đình Phong cũng trồng được mớ rồi. Dính này xuống thì mẹ phụ tao. Này nó cũng để dưới mà. Xe bớt bỏ môn rồi. Nếu môn này cũ rồi chứ đâu sợ nó héo rồi. Ở đây đi tới mau lũ nhất rồi. Nước hôm bữa trời mưa nên cũng có nước rồi ông bà cô bác. Cái môn này nó đỡ lắm, trồng xong rồi mấy mốt tự động nó lên, chứ cũng không phải là chăm sóc nhiều, cũng dễ. Này vợ Phong sẽ dễ một cái lớp cho trước, xong rồi mẹ Phong sẽ nhét môn xuống. Dạ. Trời nó đủ lửa luôn mà quá. Có một lỗ về trồng mấy mấy củ mà. Hai củ rồi, mấy củ nào mình nó hơi nhưng mà vỡ luôn. Củ là ô. Đây cho nhà chọn nhanh nè. Cái phụ mẹ đi. Ủa,
kiếm đâu được cái nón ba hay tí. Nguyên đội quân nhỏ ở đây. Cầm máy đi tí. Máy bà phụ cho nhầm đi. Đâu? Lượm sỏi đi. Mệt lắm nè. Số đứng ra đây té. Đứng em đó đi con. Con cầm đừng cái máy rồi cứ vô nghe ông bà con cũng được. Em môn nè mà con bé. Ông ở đây xe đó cầm rồi. Giờ này mình tập trung ra đây hết rồi. Số đất để trồng thêm môn nữa mà coi. Này đất có rau cho mình trồng. Không sao mua đất nè. Bà để đó chiều bà. Giờ nắng quá mình rồi bé. Giải xong rồi giải ba cái vôi với con thái nha. Ủa làm tới chiều hết luôn hả nè. Sao cái xô ra đây nè. Lụm đi, lụm sỏi đi. Đừng có khoáng nha. Làm tới chiều nó xong rồi đó bà. Cái này chắc lâu. Bánh mì nóng giòn này. Mày ơi. Cái chòi bên kia là mệt quá. Nãy ông máy quay. Nắng quá ông bà quá. Giờ ra anh kia chọc. Bữa nay chồng nè bỏ cái cục đó vô nè lắp là dễ vô nè. Không ở nhà còn cũng ba bao nữa đó. Còn đủ rồi. Đủ rồi. Còn ba bao nữa đó. Ba này xuống bơi được à ba? Bơi sạc đất của ta hết. Hả? Còn mấy bao nữa mà? Con thấy chồng dễ quá mà. Nói này làm khó không nè. Này làm khó nè. Dễ nè con. Sao ba nó khó?
mình ăn thua mình kiên trì ha, có gì đâu xuyên là được rồi. Dạ. Qua ba đi qua nè. Bỏ lại đi con. Nhà Trang đứng dậy cho mình bỏ phụ nó không? Không khóc nữa. Nhà chị Trang nó đứng dậy cho bỏ được. Không có cái Trang. Nó khóc nữa thôi. Rồi để rồi đó. Lắm cứng rồi đồ này. Bánh mì nóng giòn này. Bánh mì nóng giòn này. Anh đã mệt không nè? Bánh mì nóng giòn này. Bánh mì nóng giòn này. Ủa sao ba qua được ba? Nhảy qua. Ừ, ba nhảy được, chắc sập quá. Ở đi đừng kêu qua thì được. Chưa giải ấy mà. Giải đừng có gì đi là anh lấy kia anh giải đi. Thôi để tao giải cho. Để coi như giải. Mai mệt rồi. Giải đi. Giải cũng được mà, ăn sáng đi. Hết cho mai nhà với ba chồng nó mệt quá. Sao xô làm gì à? Quay ba kìa tới. Con mới quay. Quay ba chứ mà có gì. Dạ. Dạ như ba con với mẹ dễ gì mà. Đó con đi theo ba đó. Mẹ giải đó là gì không mẹ? Ủa hôm nay giải đó là cái gì không nè? Giải phân. Giải phân với chồng mà có. Ủa ba đó là cái gì ba? Là gì ba? Xong mình bỏ vô xong mình lắp lại ba. Cái mồm mốc nó bung củ ra biết không? Dạ biết. Phá gì vậy? Nó sao? Chứ gì hồi nay người ta trồng trồng cây cối rồi đó. Nó mà sao? Sao giờ nó mà cái quá trời. Ui. Nặng không ba? Nặng không nặng. Phước nhiêu em lên nó nặng á. Trời. Đau đau cổ. Cái gì đâu đau con.
là ba nhảy sao vừa bỏ xuống cái hố mà đứa chồng mà cũng dạ biết. Ban giả rồi mà không mà con với bà nội đang trồng củ ngon mà các bác thấy không bà ơi. Ông bà xem ủng hộ ba con với bác Tư nha ông bà. Ba đi thăm vậy ba ở đâu chân ba? Mấy cái đất khô bà đi đạp cái chân đau. Mà con hai ông bà nắng quá bà. Bà nói xả nắng không? Con nói xả ra sợ cái gì à? Nó sáng nó dục mà quá nó mệt quá đi rồi dạ nó mệt quá sao ba không bỏ vô à? Đất nữa mà dưới dài 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 theo đường luôn giống như vậy nè chứ không phải bỏ cái lỗ không thôi để hồi ta đẩy cho cái nào ra cái nấy bơm cái gì để đẩy đẩy vô lỗ nhiều quá viên quá cũng không được nữa dài dài mà chung cứ để tao này mấy ba mới xong mà còn là 4-5 bao nữa đấy. Ừ, nhiều ghê ba. Không đủ rồi. Trời sáng còn mát mình chở 2 bao thì dưỡng với bao rồi. Có chốt chở hả? Rồi, chở bỏ này xe rùa ở đây. Trời sáng ngay chứ để chiều mưa gió. Chứ để chiều mưa gió mệt lắm. Xu biết sao đang tìm sỏi. Hai bao xu dừa với bao cho xong với xu đi vô bắt ba đi cơ.
Dạ. Đây ông bà cô bác ơi, hồi nãy thì Phong cũng chia sẻ gia đình Phong đang làm trồng môn. Cũng bà con lối xóm cũng có gì cái tình cái nghĩa mà cũng cho trồng trên miếng đất của cái chú ở đâu về đây mua đó ông bà cô bác. Có chỗ trồng mà cũng có thêm cái thu nhập. Thì cũng cảm ơn gia đình của chú đó rất là nhiều. Thì cũng cảm ơn ông bà cô bác đã luôn đồng hành, quan tâm và theo dõi kênh YouTube của Khánh Nguyễn, Phong Nguyễn nha. Bây giờ Phong cũng thu xếp đi mua thêm mấy bao cho với bao sơ dừa nữa để về để tranh thủ làm cho nó kịp. Bây giờ thiếu ông bà cô bác ơi. Thôi gia đình mình chào khán giả đi mà. Rồi chúc ông bà ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an và may mắn luôn nha. Hẹn ông bà cô bác những đoạn video clip tiếp theo nha. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Này cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ đó ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi Phong thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình